Kiwi là loài chim chung thủy một vợ một chồng. Trứng có thể được đẻ bất cứ lúc nào, tuy nhiên đỉnh điểm là từ tháng 6 đến tháng 11. Chúng không làm tổ như các loài chim thông thường khác. Thay vào đó, chúng sẽ đào những cái hang trong lòng đất, dưới gốc cây, các kẽ nứt, mỗi lần đẻ khoảng từ 1 đến 2 quả trứng màu trắng mịn. Tuy cơ thể nó chỉ to bằng con gà mái, nhưng quả trứng lại rất to, có thể đạt đến tận 20% trọng lượng cơ thể chim mẹ. Quả trứng nặng khoảng 450g. Điều này giống như một người phụ nữ có cân nặng 50kg và đẻ ra đứa con nặng đến tận 10kg vậy. Công việc ấp trứng do một mình chim trống thực hiện. Trứng sẽ ít được chăm sóc đầy đủ vào ban đêm. Tuy nhiên, thời gian mà kiwi trống ra ngoài kiếm ăn đã giảm đi rất nhiều.